Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Chiều Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTN. Tôi thấy là ở cái tuổi nào thì người ta cũng mơ về cái tuổi về cái tuổi thơ. Rõ ràng là như vậy. Người ta ở Việt Nam, người ta cũng có một quyển truyện tựa nhan đề là Cho tôi một vé về với tuổi thơ, đại khái là như vậy. Thành ra là đương nhiên mà tuổi càng lớn bao nhiêu thì người ta càng nghĩ về cái tuổi thơ của mình bấy nhiêu. Cái tuổi thơ là cái tuổi lý tưởng, nhưng mà nghĩ lên không chỉ tuổi thơ không thôi. Tôi thấy là bạn bè của tôi là còn nói đến chuyện là thuở ban đầu, tức là ông bà nghỉ nhau rồi nói là nhớ ngày đó là chúng ta gặp nhau như thế này thế kia vân vân và vân vân. Và họ kể cái câu chuyện đó cho con cháu của họ nghe vào những dịp mà sinh nhật ông nội, sinh nhật bà ngoại, rồi là ngày ông bà thành hôn, kỷ niệm 50 năm, 60 năm, 70 năm, vân vân và vân vân. Tôi xem ở trong Internet thì là tôi thấy có một cái chuyện rất là vui. Cái câu chuyện là hai ông bà đều 70 mấy tuổi rồi. Họ sống ở Hoa Kỳ. Và cuối cùng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới thì hai ông bà quyết định bảo là thôi bây giờ mình về Việt Nam để mình làm một cái buổi lễ. Khi mà trên về thì trước khi ngày cưới thì ông bà bảo với nhau rằng là trước khi là mình kỷ niệm ngày cưới thì mình phải kỷ niệm cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau. Thế là ông hẹn, ông bảo với bà rằng là bây giờ là anh sẽ đi ra trước, rồi anh sẽ mua bó hoa, rồi anh đứng anh đợi em ngay chỗ đó. Rồi là em nhớ, rồi là bà nhớ bà đúng 6 giờ bà ghé. Bà đi ra nha, bà gật đầu, rồi sau đó là ông mua bó hoa đứng đợi. Đến 6 giờ chiều không thấy bà đến. 6 giờ 15 cũng không thấy bà đến. 6 giờ rưỡi cũng không thấy bà đến. Ông cố gắng ông đợi trên 7 giờ cũng không thấy bà đến. Ông bực bội, ông chạy về nhà. Thì thấy bà không có trang điểm hết, vẫn mặc bộ bà ba ngồi trong nhà. Và ông bảo thắc mắc, bà có nhớ là bà hẹn không? Tôi hẹn bà là 6 giờ. Là mình phải ra cái chỗ đó để mình gặp nhau. Đó là cái kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, bà có nhớ không? Bà bảo tôi nhớ chứ ông, nhưng mà em không dám đi, tại em sợ má la. Đó là cái câu chuyện tôi muốn xin được đến quý vị khán thính giả để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với lại hai bạn Kim Dung và Diệu Quyên. Giải tài tranh cạnh sợ má la, tới tuổi đó mà còn có má la nữa. Nhưng mà cái chuyện mà các cặp trẻ hồi xưa hẹn hò nhau, cái chuyện mà không tới được là bởi sợ má la, có ha, có thật. Cái đó là có thật chứ còn nhiều. Còn em thì lúc đó đó cũng có hẹn với Trúc Hồ, xong rồi cái kiểu mà ẩn ẻn đó thưa anh, giả bộ tới trễ một chút, tại vì mình tới đúng giờ thì lại nói là kiểu như là làm gì mà tới sớm vậy, không đúng giờ thì cảm tưởng như là mình cần người ta đó, cái ý của mình là vậy, cho nên phải bày đặt một chút xíu tới trễ. Thế là tới trễ, họ nói làm gì bây giờ mới tới, thì bận tới trễ như vậy là không được bây giờ tới nữa nghe chưa, trời ơi, tại đói bụng. Tại đói bụng thưa quý vị, cho nên thưa anh Khanh, kể từ đó trở đi là khi mà chàng đói bụng là phải tới đúng giờ, không bao giờ dám tới trễ, không bao giờ làm eo nữa. Nếu 21 mà 70 tuổi mà có trở lại thì chắc lúc đó phải tới, không phải cho chờ. Đó là tại lúc đó em chưa có chuẩn bị. Rồi lúc đó anh Hồ lại có một câu, trời ơi đói bụng quá, bây giờ này mới ra. Đúng rồi. Cảm ơn anh Khanh, rất là vui khi mà anh mang lại những cái kỷ niệm như thế này thưa anh. Và trở lại với bản tin ngày hôm nay, kính thưa quý vị, vòng bầu cử sơ bộ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ được tổ chức ở một số các tiểu bang, và cả ông Joseph Biden cũng như là ông Donald Trump của hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều hy vọng là có đủ phiếu đại biểu để chính thức trở thành người đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Vậy thì thưa anh Khanh, tình hình bầu cử của hai đảng này có cái điểm gì đáng nói tới thưa anh Khanh? Tôi nghĩ là bây giờ thì là các phòng phiếu ở miền Tây đã đóng cửa. Lý do là tại tôi chú ý đến miền Tây là bởi vì cuộc bầu cử sơ bộ hôm nay được diễn ra tại 4 tiểu bang. Gồm có là trước hết là tiểu bang Georgia, sau đó là Mississippi, rồi sau đó Washington DC và cuối cùng là Hawaii. Thành ra tôi nghĩ rằng là bây giờ thì đã các phòng phiếu ở miền Tây sẽ đóng cửa, nhưng mà ở Hawaii thì chưa. Thành ra là chúng ta vẫn còn đang phải chờ đợi
Riêng chờ đợi thì vẫn cứ chờ đợi, nhưng mà tôi tin rằng là lịch sử đã bắt đầu, lịch sử bầu cử đã bắt đầu bước qua một trang sử mới. Tức là cả hai ông Joseph Biden của Đảng Dân Chủ và ông Donald J. Trump của Đảng Cộng Hòa tối ngày hôm nay sẽ đủ hội đủ cái số phiếu đại biểu cần thiết để chính thức trở thành người đại diện cho Đảng ra tranh cử Tổng thống. Lý do tại sao mà tôi nói như vậy rất là dễ hiểu, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Đừng quên rằng là ông Biden thì cũng không có đối thủ chính trị nào qua mặt được ông. Ông Donald J. Trump thì cũng như vậy. Thật ra rốt cuộc sau là bây giờ là hai ông là chắc chắn 100% là ngày hôm nay họ sẽ có đủ phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho Đảng để ra tranh cử Tổng thống. Dự cuộc đua sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh. Vâng, như bạn thưa với anh, trong những ngày vừa qua thì ông Trump ông đã tấn công ông Biden về cái chuyện tuổi tác. Như vậy thì anh nghĩ sao về chuyện này? Tôi thấy là cái điều đó là cái điều không hay. Tôi phải thật tình là như thế này, tôi không hiểu rằng là tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng cố vấn của ông Donald Trump cũng không đề nghị với ông là nên làm cái điều đó. Lý do rất là dễ hiểu. Hiện tại bây giờ thì ai cũng biết là ông Biden năm nay 81 tuổi. Nhưng mà ông Trump cũng đâu có trẻ trung gì đâu. Ông Trump năm nay cũng 77 tuổi rồi. Người ta có chê bai rằng là ông Biden là không còn minh mẫn như ngày xưa. Nhưng mà thưa với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, nên nhớ rằng là ở cái tuổi 77 thì là đôi khi là ông Donald Trump cũng nói nhầm lẫn. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Thành ra là bởi như vậy tôi thấy là tấn công nhau thì nên tấn công về chính sách, chứ đừng có tấn công về vấn đề tuổi tác. Cái đó là điểm bất lợi. Bất lợi ở chỗ nào? Nên nhớ rằng là các cuộc thăm dò bầu cử được thực hiện kể cả ở các đài địa, các đài như đài, kể cả đài Fox, đài NBC, ABC, CBS vân vân và vân vân, họ đều nói là cử tri không muốn, trước hết là không muốn ông Donald Trump và không muốn cả ông Joseph Biden. Và cái điểm thứ nhì, họ đều bảo là hai ông lớn tuổi quá rồi, bây giờ nên nhường chỗ cho người khác. Thành ra là tôi thấy là nếu mà ông Trump tấn công ông Biden về vấn đề minh mẫn hoặc là vấn đề tuổi tác thì cái điểm đó là cái điều không hay. Nếu tôi là cố vấn thì tôi sẽ bảo là thưa Tổng thống, đừng tấn công như vậy. Nếu muốn tấn công vào chính sách, và có hàng triệu cái lý do để mà cho Tổng thống tấn công vào tuổi tác, cái đó là đôi khi nó quay ngược lại, nó bất lợi cho mình. Thật ra tôi thấy cái điều đó là không hay, thưa với lại chị Kim Nhung. Thưa anh Khanh, và trở lại với cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm nay, thì tin tức cho thấy là cử tri Dân Chủ vẫn tiếp tục dùng lá phiếu để đòi cho ông Biden phải đáp ứng đòi hỏi của họ, đó là phải đẩy Israel đến chỗ chấp thuận ngưng bắn. Vậy thì anh nghĩ ông Biden, ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào anh Khanh? Tôi phải thú thật với chị rằng là tôi không thấy là ông Biden có thể giải quyết được cái gì ở trong vấn đề đó. Trước hết là nói về vấn đề cử tri. Ông Biden thắng ông Trump hồi năm 2020 ở tại Michigan là chỉ có 11.000 phiếu. Cuộc bầu cử ở tại Michigan diễn ra hồi tuần vừa rồi, bầu cử sơ bộ, thì có tới 110.000 lá phiếu. Họ nói rằng là chúng tôi không make một commitment, là chúng tôi không cam kết là chúng tôi của Đảng Dân Chủ, nhưng mà tôi không cam kết sẽ ủng hộ cho ông Biden nếu mà ông Biden không giải quyết được cái chuyện Israel và Palestine. Và sau đó thì ngày hôm nay thì họ làm thành một cái phong trào lớn hơn. Cái phong trào đó họ nói rằng là chúng tôi say no, chúng tôi chỉ gật đầu nếu mà tìa ông Biden cam kết là sẽ có một cái giải pháp để đi đến hòa bình và làm một cái giải pháp ngưng bắn để giải quyết cái số phận của người Palestine. Cái lời kêu gọi này được đưa ra là bởi vì chị cũng đã rõ là hiện tại bây giờ đã có hơn 30.000 người dân Palestine bị thiệt mạng vì cái cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Thật ra là bởi như vậy họ đòi hỏi là họ không phải là họ có cái lý do, không phải là chỉ một mình là người những cử tri Hoa Kỳ đòi hỏi mà ngay chính thế giới cũng đòi hỏi. Ông Biden đã làm rất là nhiều điều, nhưng mà tôi phải thú thật một điểm rằng là bên ông Biden cứng rắn thì là bên ông Benjamin Netanyahu cũng còn cứng rắn hơn. Thật ra rốt cuộc sau câu chuyện nó chưa đi đến đâu cả. Tôi không dám nói rằng là nó sẽ không đi đến đâu, nhưng mà tôi e rằng là cuối cùng nó cũng khó để mà có thể đạt được cái điều mà cử tri Hoa Kỳ mong muốn. Và tôi coi đó chính là một cái bất lợi cho ông Joseph Biden của Đảng Dân Chủ, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh.
À, theo những gì anh vừa trình bày thì anh đánh giá cái mối quan hệ giữa ông Biden và Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu như thế nào, thưa vậy? Tôi thấy là cái mối quan hệ này là nó không hay lắm. Đó, dùng cái chữ đó là cái chữ lịch sự nhất. Bạn bè tôi bảo cái mối quan hệ này bắt đầu nó rối bồng bong, là nó nhiều người bảo là hai ông bây giờ họ không nói chuyện với nhau, và quả thật là hai ông bây giờ họ không nói chuyện với nhau. Tôi còn nhớ là ông Jack Sullivan là ông cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, có một lần ông nói chuyện với báo chí cách đây chỉ một vài tuần lễ, ông bảo rằng là nhiều khi là Israel họ đưa ra những quyết định và những cái hay là tổng thống thủ tướng Israel đưa ra những lời tuyên bố mà họ không hề loan báo trước cho chúng tôi biết. Thật ra là ngay chính chúng tôi cũng biết được những cái quyết định đó, biết được những lời phát biểu đó là bởi vì là qua báo chí, chứ chúng tôi cũng không được thông báo trước khi mà họ làm. Thành ra riêng cái chuyện đó không thì thưa với lại chị Kim Nhung, tôi thấy rõ ràng là cái tình hình nó trở nên bây giờ nó có vẻ nó khó khăn hơn trước rất là nhiều, và càng khó bao nhiêu thì cái mối ở cái mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo thì cái chuyện mà hai bên là sẽ gặp nhau rồi là hai bên sẽ nói chuyện hòa bình với nhau vân vân và vân vân nó khó có thể xảy ra lắm thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, cảm ơn anh và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai. Cảm ơn đến khán giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị. Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tựa như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go, Trung tâm Trúc Hồ Music, cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này.